Chợ quê ngày cuối năm luôn rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Phảng phất đâu đó mùi hương trầm của nhà ai vừa cúng tất niên tỏa ra ngào ngạt. Lễ tất niên của mỗi gia đình Việt luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng, trở thành sợi dây vô hình kết nối tâm linh giữa người còn sống và người đã khuất. Có lẽ vì vậy mà quê hương, gia đình với mỗi người luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mỗi người khi Tết đến xuân về. Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này thường là khoảng thời gian dành cho gia đình. Ai nấy cũng đều tất bật, vội vã, sớm xong công việc để trở về nhà, dành thời gian còn lại dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật sạch sẽ, gọn gàng để chuẩn bị cho lễ cúng tất niên. Với mỗi gia đình Việt, lễ cúng tất niên là một nét đẹp, một tập quán mang đậm văn hóa truyền thống từ bao đời, thể hiện sự tri ân với trời, đất, ông bà, tổ tiên. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, các vật cúng vì thế cũng rất giản dị, gần gũi với mỗi người Việt. Bà Phạm Thị Cúc năm nay đã tròn 80 tuổi. Mỗi dịp Tết đến xuân về đều mang lại cho bà nhiều cảm xúc khác nhau. Với gia đình bà, nghi lễ cúng tất niên cuối năm có một ý nghĩa khá đặc biệt. Các con cháu bà dù ở xa hay bận công việc đến mấy thì họ vẫn dành thời gian để quây quần bên nhau và cùng làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên. Trong ký ức của bà Cúc, mâm cơm cúng tất niên theo thời gian cũng đã có ít nhiều thay đổi. Thế nhưng, hương vị của một vài món ăn dâng lên bàn thờ tổ tiên thì vẫn nguyên vẹn như một nét đẹp truyền thống của gia đình. Hồi tôi còn trẻ thì cũng bắt chước ông bà mình cũng rập khuôn theo một chút, rồi lần lần mình thay đổi. Nhưng mà dần dần con cái nó lớn lên á, nó có nhiều sáng tạo trong cái việc trưng bày bàn thờ, mâm ngũ quả. Tuy nhiên những món truyền thống của ông bà ngày xưa thì chúng tôi vẫn giữ, thế nào cũng phải có một cái nồi kho tàu, nồi măng hầm hoặc nồi ủ qua hoặc chả rang. Đó là những cái món mà từ xưa giờ ông bà đã làm, mà mình nghĩ nó cũng rất ngon, cho nên mình giữ để tưởng nhớ bằng cái tấm lòng của mình. Tùy vào đặc trưng của từng vùng miền Bắc Trung Nam và tùy vào từng điều kiện của mỗi gia đình mà cách bày biện, sắp đặt mâm cỗ tất niên dâng lên ông bà tổ tiên cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, dù là vùng nào, miền nào thì những vật phẩm dâng lên bàn thờ gia tiên đều không thể thiếu mâm ngũ quả, bánh tét hoặc bánh chưng, trầu cau, hoa tươi, cơm trắng, thịt heo, dưa hành và những vật phẩm đặc trưng mang phong vị Tết. Thường tôi ấn tượng nhất là về cái trang trí của bàn thờ. Đó là nơi mà tôi thấy rất là trang trọng và có sự chuẩn bị công phu từ thời ông bà thôi và ba má thôi. Thứ hai là cái không khí chuẩn bị bữa cơm tất niên. Mọi người cùng quây quần với nhau. Ngay từ đi chợ về chuẩn bị món ăn và bày biện và trang trí và sắp xếp lên bàn thờ. Cái quá trình chuẩn bị món ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ và thân tình và tạo nên cái sự gắn kết trong gia đình. Đó là hai cái điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nén hương trầm được dâng lên bàn thờ tổ tiên để con cháu trong gia đình gửi những tâm nguyện tri ân tổ tiên đất trời. Không gian gia đình càng trở nên ấm cúng hơn với hương trầm lan tỏa trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm. Ngày trước, ông nội tôi mỗi lần khấn vái trước bàn thờ của ông bà, ông nội tôi nói chuyện. Thực sự là tôi có cảm giác là như ông đang nói chuyện với lại
ông bà đã khuất. Thì cái điều đó làm cho tôi cảm giác như là ông bà đã về tới đây chứng kiến sự sum họp của con cháu, cho nên tôi cả có cảm giác rất là thiêng liêng. Thì sau này ba tôi cũng làm giống như ông nội tôi vậy, cái sự khấn vái nó giống như là một cái sự nói chuyện với lại người đã khuất. Thắp hương trên bàn thờ gia tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết. Mùi hương trầm dịu nhẹ, thành kính khiến không khí ngày Tết cổ truyền dân tộc càng thêm thiêng liêng, ấm cúng. Mùi hương ấy còn thấm sâu vào hồn người để trở thành niềm thương, nỗi nhớ lúc đi xa. Lâu lắm rồi thì con mới được tham gia vào một cái bữa cúng tất niên và dịp cuối năm mà có đông đủ các thế hệ trong gia đình cùng quây quần, cùng chuẩn bị mâm cơm tất niên rồi cùng dâng lên ông bà như thế này. Không biết là gia đình mình đã duy trì cái truyền thống này từ bao đời nay vẫn như vậy ạ? Bà có tôi mà chết sớm, tôi không biết bà cúng như thế nào. Đến ông nội bà nội tôi thì lúc đó tôi cũng còn nhỏ quá. Nhưng mà đến đời cha tôi ấy, thì tôi biết, thì thường thường bà má tôi bà ấy chuẩn bị Tết rất sớm, mùng 10, mùng 10 mấy lên, hai ông bà cứ bàn bạc nhau làm cái Tết cho nó ngon, cho nó an lành, để cho con cháu nó về nó ăn. Thì má làm bánh tét, làm bánh in, rồi làm bấm cơm nếp, làm đủ thứ, rượu nếp, đủ thứ. Tôi là lúc là con trưởng, cho nên nó có nhiệm vụ lo săn sóc để chế cho cha tôi cúng. Khi ông còn khỏe thì ông đứng, ông vái, ông cúng. Khi mà ông già bà già tôi yếu, lúc đó là 80 mấy, 90, thì bây giờ tới phiên tôi. Cuộc sống bây giờ thì đã có nhiều thay đổi rồi. Cái việc ăn uống và dịp Tết nó không còn là cái chuyện hàng đầu nữa, mà hơn cả đó là yếu tố về mặt tinh thần. Không biết là cái truyền thống đó trong gia đình nhà mình nó cũng có thay đổi nhiều theo thời gian hay không ạ? Tôi nghĩ là hàng năm chúng tôi đã làm việc đó, cha mẹ tôi đã làm việc đó, tôi đã làm việc đó, thì con tôi nó cũng làm việc đó. Không cần dạy bằng lời, nhưng mà nó hành động của nó. Thì tại vì mỗi ngày Tết như vậy thì nó về rất đông đủ. Thì tôi thấy như vậy là một cái hạnh phúc. Lễ tất niên cuối năm cũng là dịp gặp gỡ đầy đủ nhất mà mỗi năm chỉ có một lần. Ở đó không chỉ là bữa cơm cuối cùng khép lại một năm cũ, mà còn là bữa cơm đoàn viên của mỗi gia đình Việt. Cái ý nghĩa lớn nhất của cái lễ tất niên tức là sự đoàn tụ gia đình. Trong một năm lao động vất vả, những người con, người cháu nhiều khi phải tha phương cầu thực. Nay cơ hội để trở về với gia đình, đoàn tụ với gia đình. Và cái quan trọng hơn hết đó là tổng kết lại một năm, bao nhiêu cái buồn đều phải đi, chỉ còn cái vui trở lại. Tất cả những gì nợ nần, nợ về tiền, nợ về tình cảm, sống biết từ bi xa, để làm sao đó chuẩn bị bước sang một năm mới, dành cho nhau tất cả những tình yêu thương lớn nhất trong tình cảm gia đình, và mở rộng ra đó là cả xóm làng. Và đó là cái truyền thống cực kỳ tốt đẹp. Đó là ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai, theo tôi cái này là quan trọng với tất cả. Thì đó là để thưởng thức lại những bữa ăn của mẹ. Ở đó có con, có cháu, có xung vầy, và có thể nói là thấy đây là cái truyền thống tốt đẹp nhất mà bất cứ một gia đình nào, tùy từ hoàn cảnh, tùy từ điều kiện, để mà xây dựng cho mình một cái tổ ấm phù hợp với điều kiện kinh tế và cái xã hội. Vạn vật theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi, thế nhưng có những giá trị bất biến mãi chẳng hề đổi thay. Đó là tình cảm gia đình, những bữa cơm sum họp cùng người thân, bạn bè bên mâm cơm cúng tất niên. Ấy là những giá trị cốt lõi mãi trường tồn theo năm tháng trong dòng chảy văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân Việt.